Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sẽ loại những cán bộ y tế vi phạm y đức ra khỏi ngành. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới đây nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên y tế cả về trình độ chuyên môn cũng như y đức của người thầy thuốc. Theo đó, đối với các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở y tế đang xảy ra tình trạng quá tải, cần nâng cao hơn nữa việc triển khai và giải quyết những phản ánh của người bệnh thông qua đường dây nóng, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của thầy thuốc đối với bệnh nhân, kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhân viên y tế vi phạm về y đức. Đối với những phản ánh của người bệnh thông qua đường dây nóng của Bộ Y tế và các bệnh viện, các đơn vị có trách nhiệm cần giải quyết kịp thời những thắc mắc đó. Nếu cơ sở y tế hay cá nhân nào chậm trễ trong việc này sẽ chịu hình thức xử lý và kỷ luật của ngành y tế.